Xin chào độc giả của EL Việt Nam, tôi là Hà Anh Tuấn, nghề nghiệp chưa rõ. Là ba cuốn sách gần đây Tuấn đọc được, một là Đối thoại với Thượng Đế, hai là Lược sử loài người, và ba là 21 bài học cho thế kỷ 21. Lâu lắm rồi không xem TV, nhưng mà top 3 gần đây thì có xem lại như chưa hề có cuộc chia ly, bởi vì cũng rất thích chương trình đó. Món ăn thì nhiều lắm. Ăn tối qua thì vừa ăn phở, một cái quán phở ăn từ thời đi học. Thích ăn mì khô của người Hoa và ăn xôi gà. Côn Đảo, Đà Lạt, Hồ Tràm. Là trên sân khấu, năm ngoái, concert năm ngoái khi mà khán giả họ hát theo mình, còn hát to hơn và không cho ca sĩ hát nữa thì mình nước nó trào rồi. Ôi, ngày nào cũng giận cả. Mình ngày nào cũng sẽ tìm một ai đấy để giận. Giận quản lý của mình, bởi vì nói không nghe. Stress thì là một người bạn đồng hành, bởi vì dạo này Tuấn có nhiều kế hoạch cùng nghĩ cùng với mọi người đó, brainstorm, thế nên là đầu óc lúc nào mình cũng đừng lơ, cứ buổi chiều là stress nhiều lắm. Các bạn thế hệ trẻ sau này bạn nào cũng giỏi, mỗi người một màu. Nếu kể ra thì Tuấn thích những người mà sáng tác, bởi vì Tuấn không có sáng tác. Ví dụ rất nhiều các bạn indie underground Tuấn nghe được ở trên mạng. Thế nhưng mà nếu mà nói thành công gần đây thì Tuấn thích Vũ Cát Tường, Tuấn thích Phan Mạnh Quỳnh, Quỳnh cũng là ca sĩ. Dạo gần đây Tuấn quan tâm đến âm nhạc Bích Phương, nghe rất là dễ chịu. Là lần đầu tiên đoạt giải giải thưởng học sinh cấp quận thì lần đấy là được 200.000. Vẫn nhớ cái khoảnh khắc đó, là một, hai là khoảnh khắc đăng được giải ca sĩ triển vọng sau Mai Tử Mẹ, và lần thứ ba là trên sân khấu live concert đầu tiên của mình, đó là Cà Phê Nâu Nóng tại Hà Nội. Điện thoại này, bóp tiền rất hay quên nhưng mà rất là thảm họa mỗi lần quên. Điện thoại, bóp tiền và khẩu trang gần đây. Nhiều lắm, ba thì không được, tham vọng nhiều lắm. Nhưng mà hãy nói về ba thứ mà gần nhất mà Tuấn đang cùng với lại tất cả những người đồng hành sẽ làm. Một là đi trồng rừng trong rừng Việt Nam. Thứ hai là sẽ khởi động một cái dự án cho bệnh nhi ung thư, sắp tới sẽ được launching và sẽ giới thiệu. Cái thứ ba là một không gian sáng tạo mới năm sau của Vision.